Một thành tựu y học đáng chú ý cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, đó là các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts của Mỹ vào ngày hôm qua 16 tháng 5 cho biết, một bệnh nhân 64 tuổi đang sinh sống tại địa phương này đã trở thành người đầu tiên tại quốc gia này được ghép dương vật thành công. Bệnh nhân này là ông Thomas Manning. Ông đã mất đi dương vật của mình khi mắc phải chứng ung thư dạng hiếm vào năm 2012. Bệnh nhân đã trải qua một ca phẫu thuật ghép dương vật kéo dài 15 giờ vào ngày 9 tháng 5 vừa qua tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở thành phố Boston của Mỹ. Bộ phận được ghép lấy từ một người hiến tặng đã chết. Các bác sĩ cho biết hiện tại ông Manning đang phục hồi rất tốt, máu đã lưu thông tới bộ phận được cấy ghép và không còn dấu hiệu chảy máu, đào thải hay là nhiễm trùng. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì ông Manning có thể đi tiểu bình thường trong vài tuần nữa và chức năng sinh dục sẽ hồi phục trong vài tuần cho đến vài tháng tới.